dưới đây là bản demo giáo án môn toán lớp 9 bộ sách Cánh Diều. Bản giáo án này do các thầy cô của kênh giáo viên biên soạn. Xin kính mời quý thầy cô cùng tham khảo mẫu một bài đại số và một bài hình học. Đầu tiên là bài đại số. Như trên màn hình chúng ta có thể thấy giáo án của bài số 1, phương trình quy về phương trình bậc nhất một ẩn. Nội dung giáo án sẽ có những phần như sau. Cùng xem thêm bản giáo án mẫu của một bài hình học thuộc chương trình môn toán lớp 9 bộ sách Cánh Diều. Bài 3, ứng dụng về tỉ số lượng giác của góc nhọn. Nội dung giáo án sẽ có những phần như sau. Thank you.
đây là giáo án của bài số 1, phương trình quy về phương trình bậc nhất một ẩn thuộc phần đại số, và bài số 3, ứng dụng của tỉ số lượng giác góc nhọn thuộc phần hình học. Những bài còn lại trong chương trình môn toán lớp 9 bộ sách Kính Diều đều được soạn chi tiết và đầy đủ theo mẫu như trên. Giáo án khi tải về là giáo án bản Word, do vậy thầy cô có thể dễ dàng chỉnh sửa. Để soạn được giáo án này, nhóm giáo viên mất khá nhiều thời gian và công sức, do vậy giáo án có mất phí. Ngoài ra, chúng tôi có đầy đủ giáo án các môn của bộ sách Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo và Cánh diều, cũng như có đủ tài liệu giảng dạy từ cấp 1 tới cấp 3. Nếu quý thầy cô quan tâm, vui lòng liên hệ theo số Zalo trên màn hình hoặc truy cập vào website kênh giáo viên.com.